Tòa án Hàn Quốc vừa tuyên án 40 năm tù với kẻ lãnh đạo một đường dây tội phạm mạng liên quan đến tình dục. Theo Reuters, Cho Yoo-bin, 24 tuổi, vận hành mạng online, đã tống tiền ít nhất 74 phụ nữ, trong đó có 16 trẻ em vị thành niên. Chính quyền gọi đây là hình thức nô lệ tình dục ảo, bởi tên này ép buộc họ gửi các hình ảnh đồi trụy trong khoảng thời gian từ tháng 5 2019 đến tháng 2 2020. Tòa án Trung ương Seoul bỏ tù cho Yoo-bin về tội vi phạm luật tội phạm và bảo hộ trẻ em thông qua hành động tung phim ảnh đồi trụy và tổ chức tội phạm. Vụ án này từng gây bức xúc trên cả nước Hàn Quốc, với hàng triệu người Hàn Quốc đã ký đơn kiến nghị thúc giục chính quyền công khai danh tính của tên tội phạm. Họ cũng yêu cầu điều tra không chỉ băng nhóm tổ chức, mà kể cả những người tham gia mạng đã trả tiền khoảng 1,5 triệu won, hơn 31 triệu đồng để xem các ảnh và video này. Cảnh sát cho biết có ít nhất 124 nghi phạm đã bị bắt trong vụ này. Tổng cộng 18 người vận hành các phòng chat trên Telegram và các mạng xã hội khác, bao gồm tên Cho Yoo-bin, đã bị bỏ tù sau các cuộc điều tra những vụ án tương tự kể từ năm ngoái. They believe as many as a quarter of a million entered one of the chat rooms.